vào à? Trời ơi, khổ thân thế. Thôi từ từ thôi, bình tĩnh gọi taxi nào, gọi taxi. Mình ra xe kia. Nó lăn xuống để cho nó hồi người á. Trời ơi, khổ thân quá, nó đâm một cái đèo dài như này này. Một dòng dài luôn. Ôi trời ơi, khổ chưa như một thảm họa này này. Một đống xe liền luôn, sợ thật đấy. Gọi taxi cho người này đây. Đi đâu vậy? Nó chạy rồi. Trời ơi, mọi người đã chọn là rồi mà không rút chìa khóa của nó luôn. Em nhìn rõ nó đâm rồi, em nhìn rõ luôn. Mình cũng vừa đi đây xong may thế. Nó mà đâm văng ra mình bảo mình. Trời ơi, sợ thế, mình vừa đi đây mình nhìn thấy nó đâm cục quát này luôn. Em nhìn rõ luôn, nó đâm từng người mà. Có ai nhìn thấy biển số không? Có, đâu biển số đâu? Trời ơi, nó đâm liên tiếp này luôn, sợ thế. Chị có quay được biển số xe không? Không ạ. Gọi taxi cho chị đi. Xem số điện thoại của chị. Anh ơi, anh taxi à? Đi lùi xe đây. Đây là những người
người này là bị liên quan đấy, khổ thân, nó đâm luôn, nó đâm liền luôn, thẳng gốc cây á, nó đâm từ đây lên đến kia, nó đâm từ đây lên kia luôn. Xe ô tô, nó vừa đi vừa hút bóng người, nó vừa đi vừa hút bóng người, nó ngáo thì